VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blanc, pin vị chất, mở bất ngờ cùng The Mask Singer Việt Nam. Ca sĩ mặt nạ The Mask Singer mùa 2, đón xem sớm nhất tập mới 21 giờ thứ 6 hàng tuần và phần lộ diễn 21 giờ thứ 4 hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VION. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và thưa quý vị, chương trình The Mask Singer Việt Nam mùa 2 do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V Channel thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện. Quý vị hãy cùng chúng tôi tải ngay siêu ứng dụng giải trí VION để được xem trọn bộ The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. VION là siêu ứng dụng để xem phim, show, truyền hình và thể thao. Và hãy cùng với chúng tôi phiêu theo VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng đối tác truyền thông chính thức để cập nhật những nội dung độc quyền. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Và xin được cảm ơn nhà đồng tài trợ bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chất mở bất ngờ. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến Warner Music Việt Nam, đơn vị phát hành độc quyền các bản ghi của The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau gặp gỡ lại những gương mặt rất quen thuộc trong hội đồng cố vấn. Đầu tiên, diễn viên Trấn Thành, ca sĩ Tống Tiên. Hệ thống radar tân tiến, bắt nhịp siêu nhạy Bích Phương. Và cố vấn khách mời, một nhân vật vô cùng quen thuộc đã quay trở lại với chúng ta, Miêu Quý Tộc Hà Nhi. Ôi là la, bé mèo đã về lại ngôi nhà xưa rồi, nhưng đã khác vị trí. Không biết cảm giác sao ha Nhi Hỷ? Đầu lời đầu tiên cho em xin được chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình The Mask Singer 2023. Chào tất cả anh chị ban cố vấn. Ngồi đây tự nhiên em thấy bị ngộp. Ngồi trên nhìn xuống có cảm giác khác cho với ngồi ở dưới địa lên á anh. Tại vì ngày xưa thì lúc mà đeo mascot Miêu Quý Tộc á, em cứ phải cúi xuống thế này thì mới nhìn lên được. Tại vì cái đầu mắt mèo nó nằm ở phía bên trên. Bây giờ thì được ở bên trên nhìn xuống và được nghe các bạn hát thì cảm giác rất là hạnh phúc. Và cảm ơn chương trình đã mời em ngồi ở vị trí này để em được lắng nghe và thưởng thức âm nhạc. Hội đồng cố vấn mến, ở tập đầu tiên chúng ta phát sóng ở bảng A này đó đã đạt được hiệu ứng quá tốt, một cái làn sóng những bài hát. Và đi bất kể đâu, ai cũng bàn về cái nhân vật lộ diện ở vòng 1 hết. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay về là bảng đấu vô cùng hấp dẫn này. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là một chủ đề mà nó cũng rất là rộng. Đó chính là ước mơ và công việc đã thay đổi bạn như thế nào. Bây giờ phỏng vấn nhẹ nhẹ sương sương ban cố vấn về ước mơ đi, hay là mình hãy chia sẻ về công việc của chúng ta hoặc hoài bão chúng ta trong tương lai như thế nào. Tộc Tiền, em có nhớ là ngay từ bé là em rất là thích thú với những cái gì mà thuộc về bí ẩn á. Cái gì mà càng bí ẩn thì cái trí tò mò của em càng bị kích thích á. Thì em có ước mơ hồi bé là trở thành một nhà khảo cổ học, đi tìm hiểu về kim tự tháp Ai Cập này nọ đó. Đó là em rất là hứng thú với lại cái ngành nghề đó. Còn Thành, nếu mà nói về một cái ước mơ đó thì cho đến giờ này nói ra thì nó hơi buồn cười. Tôi không biết sao tôi lúc nào tôi cũng mơ tôi có siêu năng lực, tại vì tôi luôn muốn có phép màu để tôi bay chỗ này chỗ kia và tôi hiện ra để tôi giúp người này một chút, giúp người kia một chút. Mình thấy là cái cuộc đời này mỗi một lần trôi qua thời gian rất là nhanh thì mình cảm thấy là mình luôn muốn làm nhiều hơn, sống nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn. Cho nên là Thành luôn muốn giúp cho người khác. Mà đúng nha, như anh thực hiện ước mơ của anh rồi đó. Em nghe là rất nhiều những mascot ở mùa 1, mùa 2 là luôn luôn sẽ có một trong đến gần 5 nhân vật là được anh Thành tư vấn hết. Phải không? Tâm sự, chia sẻ nghề nghiệp, tâm sự, tình cảm, công việc, ước mơ, hoài bão, khuất mắc là tổng đài anh Thành là gọi là sẽ được giải đáp. 180 Trấn Thành đó. Đó. Không mà cái đó thì cũng trộm vía đi là được anh em tin tưởng. Thì đa số là trong nghề á thì Thành cũng được mọi người nhắn tin những lúc mà khó khăn hay là khuất mắc thì hỏi anh về cách giải quyết. Tại vì chắc là họ nghĩ là mình có kinh nghiệm, hay là một phần nữa là do chắc là mình cũng là người muốn chia sẻ đó. Thì mỗi lần mình chia sẻ mình cũng cho được hỏi một cái lời khuyên. Quan trọng là mình khuyên cụ thể lắm. Mình không có khuyên chung chung hay là động viên chung chung.
Chắc có lẽ là vì vậy là mọi người tin tưởng. Mình cũng chỉ muốn giúp đỡ cho người ta có một sự lựa chọn mới thôi. Vâng ạ, cảm ơn Tiến Thành rất là nhiều. Hy vọng là anh sẽ giúp được nhiều hơn nữa những thế hệ nghệ sĩ trẻ cho tụi em. Và một nhân vật mà tôi cũng tò mò đây, cái radar của chương trình. Cũng qua gọi là ba số chương trình phát sóng rồi. Và kỹ năng về radar của bạn ấy dạo này càng nhạy hơn. Thì tôi thắc mắc là ngày xưa Bích Phương ước mơ hồi nhỏ của bạn và công việc hiện tại của bạn nó khác gì nhau hay không? Cũng có điểm chung nhưng mà không giống như trong tưởng tượng của em hồi bé lắm. Em thì sinh ra ở Quảng Ninh. Quê em có rất là nhiều mỏ than. Thường thì là các bạn ấy hay ước mơ làm cô giáo hay bác sĩ. Nhưng mà em thì là nhà em thì có chú làm ở trong mỏ. Thì bánh mì của công nhân mỏ rất là ngon. Mà hồi đấy em nhớ là 3.000 một ổ, trong khi ở ngoài thì có 500 một ổ bánh mì thường thôi. Cái bánh mì mỏ ngon đến nỗi em ước mơ được làm công nhân mỏ để được ăn bánh mì mỏ miễn phí. Và các mỏ than thì rất là hay thi văn nghệ với nhau ấy. Hồi bé em đã biết hát rồi. Và em đứng ở trong tốp ca thì em sẽ được đứng giữa, trong cầm mic hát hát. Tại vì hồi bé em đã cao to. Thì em nghĩ là em sẽ lúc nào không thi văn nghệ thì là làm công nhân mỏ ăn bánh mì mỏ. Còn lúc nào thi văn nghệ thì đứng giữa để cầm mic hát. Nói chung em thấy em cũng là một cái người mà khá là kiểu thuận tự nhiên ấy. Em cứ như là được âm nhạc dắt đi ấy. Là em vào Sài Gòn và em trở thành ca sĩ. Thì em cũng vẫn được hát. Nhưng mà em không phải hát tốp ca mà em được hát một mình. Giờ em chỉ là không được ăn bánh mì mỏ nữa thôi. Nhưng mà khi nào em về quê thì em tự mua em ăn. Nào giấu gì mọi người là trong hậu trường chúng tôi thì lúc nào Bích Phương cũng mang theo một cái thùng đồ ăn. Tính bằng đôi gì thùng ạ. Phương là được cái là không ăn nhiều, nhưng mà ăn rất nhiều lần. Bây giờ đến Miêu Quý Tộc nè. Chặng đường của bạn đến với ước mơ lúc mà tham gia The Masked Singer mùa 1 đến bây giờ nó như thế nào rồi? Thực sự là có rất là nhiều thay đổi đối với em. Và cũng có rất là nhiều áp lực đến với em. Em nghĩ là thách thức sẽ luôn đi cùng với cơ hội. Và ở đó thì em đã nhận được rất là nhiều những cái cơ hội mới. Được rất là nhiều các bạn khán giả biết tới mình là Miêu Quý Tộc, là Hà Nhây, là Hà Nhi. Với những cái tên đó. Nhưng mà mỗi lần đứng trên sân khấu thì em có cảm giác là cái tình yêu của khán giả dành cho em càng ngày càng lớn và làm cho em hơi có một chút áp lực về việc là mình phải làm điều gì khác mỗi ngày. Và em nghĩ rằng là ông trời luôn sẽ dẫn mình đến với cái sứ mệnh của mình nếu mình thật sự muốn tới. Cảm ơn Hà Nhi ạ. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng khám phá những manh mối về công việc và ước mơ của các nhân vật của nghệ sĩ trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ khám phá những manh mối về công việc và ước mơ của các nhân vật. Và nhân vật đầu tiên là một nhân vật đã lội ngược dòng ở vòng đối đầu với giọng hát rất trầm ấm. Xin hãy đón chào Kỳ Lân Lãng Tử. Có tuổi rồi. Bạn nữa, kêu SWAT bất chợt, quần nhung. May quá, còn vẹn nguyên. Xin giới thiệu với là Hà Nhây. Hà Nhi. Đây là Kỳ Lân Lãng Tử. Sở trường là hát những bản ballad. Và ngày hôm nay thì dù không biết là Kỳ Lân Lãng Tử sẽ mang đến những manh mối như thế nào. Xin mời manh mối. Là của em á. Này, cầm lấy mà mua vé The Masked Singer All Star Concert. Điều anh cần đó chính là... Là của em á. Bởi người ta nói đời không như là mơ mà. Nhưng không sao, cuộc đời Kỳ Lân tôi luôn được đưa đẩy đến những hành trình đầy thú vị và kỳ lạ. Tôi vốn chỉ coi hội họa như một sở thích thay cảnh lúc nhàn rỗi của bản thân. Ấy vậy mà bất ngờ lắm nha. Bức tranh tôi dành 5 năm để hoàn thiện đã góp phần giúp tôi được đi đua cùng thần tượng. Để không lạc lõng giữa đám đông, Kỳ Lân đã táo bạo tự sáng tạo cho mình một cây lightstick chất lơ, khiến ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng có vẻ cú flexing này không mấy thành công vì nó nhanh chóng trở thành chuyến đua idol thảm họa của tôi. Một lần nữa những ý tưởng vừa tâm vũ trụ lại trỗi dậy trong đầu tôi. Nếu đã không cho tôi xem hát,
Kiki lần này sẽ tự tạo ra sân khấu của riêng mình. Bất ngờ thay, ý tưởng mà người ta cho là điên rồ đã giúp tôi trở thành một hiện tượng. Tình cảm và sự đón nhận của mọi người dành cho tôi ngày càng lớn. Cũng nhờ vậy mà tôi nhận ra con đường mà mình theo đuổi đó chính là âm nhạc, điều khiến cho tôi có thể hạnh phúc mỗi ngày. Đêm nay, phép thuật của tôi đã sẵn sàng. Các đối thủ nên cẩn trọng nha. Một khi Kỳ Lân đã ra tay thì mấy bà chỉ có gói gọn trong hai từ: tan trường. Cúp đó là như mai vàng hay là cánh diều vàng? Điện ảnh mà, phim mà. Tan trường là cái gì nhỉ? Tương tràn. Tương tràn, tan trường là đan trường. Bê liệu. Kinh hình như là có đi săn vé nghe Blackpink. Bạn này hình như là Genji. Wow. Ước mơ của Kỳ Linh là ước mơ đu idol. Đu Lisa. Sa. Wow. Kỳ Linh có thể nhảy một đoạn Lisa được không? Dạ khó. Bây giờ nói idol mà không nhảy ai tin trời. À, mỗi lần nhìn thì mặt thôi. Xinh quá. Bây giờ là dữ liệu là giọng ca nha. Đây là một chàng trai bật mí cho mọi người, rất đẹp trai. Ngày nào cũng nhận được hàng trăm lá thư theo đuổi. Đến nỗi mà anh ấy ngày nào phải nhìn vô gương và hỏi tại sao. Tại sao đẹp trai như vậy? Hôm nay anh ấy chọn bài hát Tell Me Why. Young music and free flow. You know I'm Mr. Unicorn. Let's go. Khoác chiếc áo em vội vàng bước xuống phố khi muộn màng. Nơi đâu em đắm trong chìm sâu khi quay cùng dưới ánh đèn màu. Baby don't lie to me, just cause I can see. Nhìn trong con tim của em không mong hơn một nhịp đập. Sao như thế em vui trong từng cơn mê. Trong phút thăng hoa em quên luôn con đường về. Nhìn nó đi em, thân xác em tan tạ. Nhìn rõ không em, em còn lại được những gì. Sống trong điều nào đó, nói về điều đó. Sao mà cho anh những phiền. Bước trên đoạn đường mưa, chứa đánh đèn vàng thưa. Sao mà cho anh những phiền. Tell me why, tell me why, tell me why you want me back, baby. Tell me why, tell me why, tell me why you want me back, baby. Drop it. Nơi đó bước chân em vội vã, tìm về chỗ nào quá ồn ào. Con đường ngập ngừng thì sẽ có một lúc nào đó em vấp ngã. Không có nghe tương phùng em mà, không có cơ hội khác đâu mà. Có cả đến trăm nghìn ngạn dây em đã chọn một lối với rất nhiều lý lẽ. Và đó là bay xuyên qua màn đêm và cuộc đời mình không êm đềm. Chưa phiêu lãng, mọi thứ trôi vào dị vãng. Nơi khuôn mặt xinh tươi với đôi môi em cười. Và ngày mai nó sẽ tắt con đường này lạnh ngắt. Sống trong điều nào đó, nói về điều đó. Sao mà cho anh những phiền. Bước trên đoạn đường mưa, chưa đánh đèn vàng thưa. Sao mà cho anh những phiền. Tell me why, tell me why, tell me why you want me back, baby. Tell me why, tell me why, tell me why you want me back, baby.
back, baby. To tell me why, to tell me why, to tell me why, and won't it quite your way? Trời ơi, hôm nay ngựa nhảy moonwalk đồ, quậy quá quậy. Hôm nay ngựa rất là ngựa nha. Một màn trình diễn chấn động. Bạn có dấn sau hát mồm rồi. Bữa nay là sau khi ngựa hát xong là còn khó đoán hơn. Tức là vòng 1 mình nghĩ là một chàng trai thuộc cái sở trường pop ballad, chắc là hướng nội đây. Sau rồi tự nhiên qua đen cũng hợp luôn. Phải dành cho Kỳ Lân một lời khen, tại vì là Kỳ Lân hát rất là hay và nhảy rất là đẹp. Và quan trọng là nhảy không rớt cái đầu ra. Thôi đừng làm thế là rớt nha. Hát rất chắc nhịp, chắc cao độ, thậm chí cả rap nữa nha. Đa tài quá. Kỳ Lân là một cái người mà rất là đa năng, đa nghệ, đa sầu, đa cảm. Hướng nội, hướng ngoại đủ cả. Ngon lành, lai mạnh. Hà Nhi, em vẫn đang phong vân cái tên nào mà thấy gương mặt rất là đâm chiêu vậy? Em cảm giác là cái giọng hát này rất là quen. Em biết không, cái cảm giác quen là cái cảm giác của mọi người đều có. Với lại bạn này bạn cứ kiểu giơ tay vào tương tác với em. Chắc không? Chắc không? Hay là em ảo tưởng ta? Hỏi, không biết thì hỏi. Lân ơi, bạn đã từng gặp mình ngoài đời bao giờ chưa? Trả lời cho thật nha bà. Thì thực ra đã gặp Hà Nhi rồi, đã. Ủa, gặp Hà Nhi ở đâu? Gặp ở nơi đã gặp. Trời ơi, bạn ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội? Mình ở Việt Nam. Wow, thật là cụ thể. Bà Nhi, bà bắt người ta phải trả lời thiệt. Mà năm ngoái bà đâu trả lời thiệt đâu. Không, trả lời thiệt đi là em sẽ bị đánh lạc hướng. Chứ mà trả lời lừa lừa em á là em sẽ phát hiện ra liền. Hồi xưa là lúc mà làm mascot em ký hợp đồng với chương trình rồi đó. Thì đây cũng vậy. Em đã thấy được cái hậu quả của việc lọc lừa người khác chưa? Quả tao nhắn lâu. Mà nay nó đến nhanh ghê á. Dĩ nhiên là qua vòng 2 này nó sẽ khó hơn nữa rồi. Vì thế phải cần thêm manh mối gọi là sát sát tí xíu. Bây giờ sẽ là một manh mối do một người nổi tiếng. Ủa? Chúng tôi đã mời về để vạch trần Kỳ Lân Lãng Tử. Wow. Wow. Xin mời ban cố vấn và khán giả hãy nhìn đoạn clip ngay sau đây. Xin chào tất cả các tình yêu. Hiện tại Minh Tú có thể cảm nhận được rất là rõ sự ngơ ngác của mọi người tại trường quay ngày hôm nay. Nhưng mà không có gì bất ngờ hết với bà. Ngày hôm nay là Minh Tú tới đây để góp một vài cái hint nhẹ, những cái manh mối chấn động về Kỳ Lân Lãng Tử nè. Các bạn cũng đã biết là Minh Tú rất là yêu quý và có rất là nhiều mối quan hệ tâm giao với các anh chị, các bạn bè trong cộng đồng LGBT. Cho nên mình quyết tâm đổ bộ đến chương trình để ủng hộ cho Kỳ Lân thôi. Sau một thời gian chơi chung thì tôi cũng thấy là cái bà này cũng chấn động nha. Cái nết là cũng cái nết cũng dữ dội đó. Nói chung tôi kể ra một cái là hả bực ngang bực ngửa liền. Cái nhà cũng số 1 Đặng Nhân Ngữ chứ không biết vừa. Nói chung là hỏi nha. Cái gì? Nhưng mà để lên cái chương trình mà đang hot hình hot như thế này mà mình chia sẻ như vậy thì nó cũng bình thường á mấy bà. Cho nên á là để xóa tan cái bầu không khí đang căng thẳng như thế này, Minh Tú cũng xin góp vui bằng một bài hát. Năm 90 mấy, Kỳ Lân cũng làm diễn viên đóng TV nổi tiếng. Minh Tú hát có hay không? Mọi người nhớ ủng hộ cho tôi nha, để năm sau tôi còn tham gia vào The Masked Singer nữa. Tính ra là nhờ hát là căng thẳng nè. Nhà số 1 đường Đặng Văn Ngữ. Trời ơi xỉn vậy. Đây là anh em kết nghĩa của MC. Đó là bạn của anh. Wow. Em đều đụng vào. Ôi trời ơi. Anh nghĩ em là thế hệ Gen Z, năng động, tài năng và giàu. Sao anh biết giàu? Anh cảm giác như vậy. Fashion, trendy. Wow, nhiều mỹ từ quá. Lân ơi, em là màu gì? Xanh hay là màu tím nè? X.
Dạ em là tất cả những màu ở trên bờm của em anh ạ. Hồng xanh là trộn với nhau thành tím đấy. Em có cảm giác mặt này thẳng tưng. Minh Tú đã đưa một cái hình quan trọng là đã từng đóng phim. Ôi thế có khi hồi xưa là diễn viên nhí không? Chắc vậy quá ha. Đó, ngày xưa em có đi đóng phim hả Lân ơi? Dạ có anh. Phim em phim gì ạ? Phim gì em không nhớ tên anh, bé quá. À gì đó bé, bé. Bé, bé. Diễn viên nhí mà đóng phim có cánh diều vàng luôn. Đất rừng phương Nam. Bé An. Hả? Bé An bằng chị. Hùng Thuận hả? Kính Vạn Hoa cũng có. Ồ, Ngọc Trai. Quá trời. Khó. Em ơi, em hát nhạc phim hay em đóng phim em nói cho kỹ nè. Dạ, em đóng phim luôn anh. Ồ, hay ST. ST, có đóng phim. Nhưng không có nhí, nói ST đóng lúc lớn. Nếu mà là ST thì giả giọng hơi bị rồi. Em thấy là nhờ cái hình này mà bây giờ rối hơn. Càng ngày càng rối. Thả bà về đi. Lên mạng tôi sệt. Ủa? Chứ bây giờ chơi với bà Minh Tú thì chỉ có chị em thôi. Anh Thành, Hà Nhi kìa. Cô ấy kết quả rồi. Ủa không. Em ghi đại. Ghi đại hả? Em bị áp lực á, tại vì sợ em đoán không ra thì là mọi người đánh giá em hơi thấp. Mà công nhận là em nghĩ không ra thiệt. Không sao đâu em ơi, bọn chị cũng không nghĩ ra mà. Mới đầu thì bạn nhảy điệu nghệ quá, em tưởng Trọng Hiếu. Nhưng mà Trọng Hiếu thì không thể nào nói giọng như thế được. Trọng Hiếu là Việt Kiều, sẽ hơi lơ lớ. Nhưng mà em chắc chắn bạn này là người miền Bắc. Bởi vì là bạn nói giọng rặc rặc Bắc luôn. Không, nhưng mà bảo là ở số 1 Đặng Văn Ngữ là ở Sài Gòn chứ nhở. Tôi vô đây sinh sống rồi. Tối nay anh sẽ lái xe qua số 1 Đặng Văn Ngữ. Chấm người ấy đó. Anh canh vừa lao vào nhà úp sọt ngay. Ủa anh không tính đó là cái hình giả hay sao? Không cần biết, tóm hết. Bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Đúng vậy. Như vậy, đến thời điểm hiện tại thì Kỳ Lân Lãng Tử vẫn giấu được thân phận của mình. Giấu đấy. Và hội đồng cố vấn vẫn không có kết quả. Nhưng mà không phải số 1 Đặng Văn Ngữ đâu anh ạ. Em nghĩ là ở đâu bên quận 7 á. Hình như là Nguyễn Anh Tú. Cũng có khả năng anh. Em yên tâm đi, MC Binh là không phải. Ủa? Thấy có hơi ngập ngừng nửa giây đúng không? Đó. Xin mời Bị Đỏ Đen hãy đưa Kỳ Lân Lãng Tử vào trong nghỉ ngơi, có vẻ hơi mệt rồi. Nào Bị Đỏ Đen. Thật ra ước mơ của Kỳ Lân chính là vào tới chung kết The Masked Singer đó. Mọi người nhớ yêu thương nhiều nhiều nha. Mãi yêu. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Tháng 8 này cùng Vion Plus nhìn nội dung hay. Show đỉnh nhất, xem sớm nhất chỉ có thể là Vion. Phim hay Vion độc quyền ngay chỉ có trên Vion. HBO mới nhất, xem cực nhất chỉ có thể là Vion. Thể thao sâu, Vion bao giải hot, mượt nhất trên Vion. Và còn vô số nội dung tuyệt đỉnh khác đang chờ bạn khám phá siêu ứng dụng giải trí Vion ngay. They're very đặc biệt to me. Theo bản tin của The Masked Singer Việt Nam mùa 2, cập nhật một tin tức vô cùng chấn động. Bởi vì trong đêm nay, chúng ta sẽ có một đấu sĩ nữa sẽ xuất hiện. Cái gì? Mới dòng này có đấu sĩ mới hả? Lát hát xong mới lên đây ngồi nữa không? Dạ không, lần này họ tới đây để chiến đấu thực sự. Thách đấu luôn. Và họ tới đây với một mục tiêu là trở thành thành viên chính thức của The Masked Singer Việt Nam mùa 2. Wow, chấn động, chấn động. Căng thẳng, căng thẳng. Ai? Ai mà liều lĩnh vậy? Nhân vật này nguy hiểm, nghe cái tên là em thấy xanh mặt mày rồi. Xin mời ông Baby. À, dễ thương quá.
Rồi cái mặt nhìn là thấy tích cực luôn. Một nhân vật quá hoành tráng. Đi đâu vậy? Anh bà mất phương rồi. Nhảy quá, bị choáng nhẹ. Cái gì đứng yên đi. Cái đầu bao nhiêu trái banh bóng đá vậy đó. Mà cái chân có chút ép cơ kìa. Một miếng bông bông là gì vậy ta? Tạo nét thôi. Là yêu nhờ. Cái độ nguy hiểm nằm ở đâu ta? Đừng có quay nữa. À, chích chích chích. Theo kinh nghiệm của một người có kinh nghiệm như em. Có không? Có. Là anh này, ngoài đôi tay này em còn cái con mắt để mà quan sát nha. Thị giác là cứ hễ cái mascot nào mà nó rộng thùng thình á là trong đó cái người chúng ép rồi. Cũng không quá khó đoán. Xét về hình học thì cái thân đã như vậy, phải kiếm cái người nào ốm thon, hai cái chân dài thon thì mới cân đối. Chứ cái tướng dày, kiếm một cái chân chà bát lên nữa thì nó sẽ không cân đối. Bạn này giới tính chắc con gái hay anh ha? Chắc chắn là gái luôn. Có ai có những cái tên nào chưa ạ? Đồng Nhi, chị Hằng Bing Bong ạ. Hoặc là Hòa Minh Di. Mạnh dạn đoán Emmy. À, Tờ Linh. À, màu vàng Sunny Hạ Linh. Ồ, Phương Ly. Ồ, Ly Ly. Ờ, Mỹ Anh. Trời ơi, mà giống nhân dạng thật là rất là nhiều những cái tên nha. Nhiều cái tên lắm. Ồ. Hát đi. Chưa, bây giờ phải coi xuất xứ người ta như thế nào. Manh mối đầu tiên từ ông Baby, xin mời. Thường ngày tôi chăm chỉ hút mật, nhưng hôm nay tôi sẽ liều lĩnh vào vai phá đám để thay đổi cục diện trò chơi này. Tôi là bác sĩ trẻ của khu rừng mùa hạ. Tôi chọn theo ngành này bởi tôi luôn muốn chăm sóc sức khỏe từng thành viên trong khu rừng của mình. Vốn dĩ tự lập từ rất sớm, tôi luôn chăm chỉ lao vào công việc mỗi ngày. Anh bạn này hình như đang gặp chút khó khăn thì phải. Để tôi hay bay lượn qua nhiều cánh rừng để chữa bệnh nên cũng biết khai khá vài thứ tiếng đó nha. Để xem nào. Mình giải xong rồi nè. Hi hi, không có gì. Trước khi trở thành bác sĩ, tôi đã từng ước mơ mình sẽ trở thành ca sĩ. Tôi đã từng càn quét khắp các mặt trận rừng xanh và ẵm về khai khá giải thưởng. Vì một số lý do khó nói nên tôi đành tạm gác lại ước mơ. Bỗng một ngày nọ, muôn thú trong khu rừng kháo nhau rằng sân khấu The Masked Việt Nam đã sáng đèn và chính thức kết nạp thêm nhiều thành viên mới. Lúc đó tôi đứng ngồi không yên, ngọn lửa đam mê ca hát của tôi một lần nữa rực cháy. Và đó cũng chính là lý do tôi có mặt tại đây để tranh tài. Và bây giờ tất cả hãy sẵn sàng tiếp chiêu của ông bác sĩ Ian, ông Baby nha. Giọng giống Amy quá anh ha. Nếu như mà năm ngoái Yuki-san không xuất hiện thì tôi sẽ nghĩ là Yuki-san. Đúng rồi, tại Yuki-san hình như cũng từng học y hay là nha sĩ. Ông ơi, mình có chữ BTS. Thế là đấy là nhóm nhạc BTS. Không cho hỏi à. Phải nhớ hết tất cả những dữ liệu này. Một lát thêm có dữ liệu quan trọng là giọng hát nữa rồi mình mới sâu chuỗi là mình đoán. Mà ra đường nào? Thì anh nè. Ủa, thiệt hả? Mùa này là có cải tiến rồi, không cầm mic nè. Thiệt thời cho mùa trước quá. Mùa trước. Bây giờ là dữ liệu quan trọng nhất của những nhân vật chúng ta là giọng ca của họ. Và bài hát mà ông Baby mang đến ngày hôm nay đó chính là một trong những ca khúc hit khủng của nữ ca sĩ Miu Lê. Yêu anh. Chưa chính xác ạ. Đang đạt được khoảng tầm 50 triệu view. Vì mẹ anh bắt chia tay à? Không. Không. Một sáng tác của hitmaker Vương Anh Tú. Bài hát này có 7 chữ. À, giá như cô ấy chưa xuất hiện. Ca khúc Giá như cô ấy chưa xuất hiện. Xin mời ông Baby. Ah,
em cũng chưa hiểu được liệu đang đến bình thường. Nhìn trời cao em cứ ước ao, người con gái ơi chưa xuất hiện, em hạnh phúc biết bao. Một lòng vun đắp một người, em chỉ nhận lấy ra rồi. Vậy là em với người mà anh cưới có khi khác nhau rồi. Trong tình yêu khó nhất vẫn là chữ tin, nên lúc thấy anh bên cạnh ai, làm sao mà em quên. Có mấy ai nhìn lại hiểu mình chịu hy sinh ít nhiều, chẳng biết đúng hay là sai, chỉ hiểu một điều quá yêu nên nhẫn chịu. Vậy người cạnh anh là ai, em là ai, tại sao hai người lại chung như chẳng hề biết sai? Phải chăng vì anh cứ nghĩ em ngây dài? Chính lúc anh được cô ta xét vào cuộc sống giữa chúng ta, đã qua một lần em nghĩ đến làm chuyện chẳng nên với bản thân. Giờ nhận ra bao ngày qua nếu anh quá làm anh khó chịu mà phúc tay để em cách xa. Ngốc như em chẳng ai hiểu, chẳng ai chịu. Điều quá yêu nên nhẫn chịu. Vậy người cạnh anh là ai, em là ai, tại sao hai người lại chung như chẳng hề biết sai? Phải chăng vì anh cứ nghĩ em ngây dài? Chính lúc anh để cô ta xen vào cuộc sống giữa chúng ta, đã qua một lần em nghĩ làm chuyện chẳng nên với bản thân. Rồi nhận ra bao ngày qua nếu anh quá làm anh khó chịu mà phúc tay để em cách xa. Ngốc như em chẳng ai hiểu, chẳng ai chịu. Có mấy ai nhìn lại hiểu mình chịu hy sinh ít nhiều, chẳng biết đúng hay là sai, chỉ hiểu một điều quá yêu nên nhẫn chịu. Vì người cạnh anh là ai, em là ai, và chẳng vì anh cứ nghĩ
Wow, hát mà rung mình ở phía dưới. Tuyệt vời, chấn động. Dạ, ấn tượng đầu tiên liền à, xin mời. Xong hết rồi. Xong hết rồi ạ. Lần này là em chấn động nè. Tự tin nè. Trời ơi. Anh Kiều em, cảm ơn anh. Xin cảm ơn biệt đội áo đen. Em giấu ai hả? Xin lời bảo chúng tôi bảo vệ cho em đi. Bây giờ em năn nỉ đi. Mà sao mọi người tự tin dữ vậy ha? Nói là cái câu của tôi đã từng nói nè. Việt Nam hát như vậy có mấy người. Tôi thấy sự thẫn thờ không hề nhẹ đến từ vị trí của ông Baby. Giờ hỏi nè, ông ơi, tính đến thời điểm này ông ca được nhiêu năm rồi? Là anh ơi đâu tiên cho em gửi lời chào đến ban nhạc, ban cố vấn và ban quý vị ạ. Có ban quý vị. Ban quý vị. Hôm nay đi hát chắc cũng là được đâu đó tầm 3 năm ạ. Quá trời, ca có 3 năm mà ca vậy. Mà sao bây giờ ông nhìn rụt rè ha, lúc đầu thấy đi ra dũng mãnh mà còn chìa và nọc ra để chích cơ Ngô Kiến Huy. Em biết sao không? Tại vì gặp bốn đứa mình rén rồi. Bây giờ hỏi tiếp nè, nãy giờ em chào ban nhạc, em chào ban cô dân, em chào luôn ban quý vị mà em không cầu nguyện đi mọi người ban phước lành cho em. Làm sao lường được? Trông như thế nhưng mà là không phải như thế đâu. Làm sao em lường được là cả bốn nó đều bắt được em? Làm sao lường được chứ này? Mọi người, đôi khi là ông chúng tôi sử dụng kỹ thuật giả thanh, giả giọng, giả luyến, giả lấy. Giả luôn sự thật. Sao anh thành quá vậy em? Đùa giỡn nhiều rồi, bây giờ cho Tiên nhận xét thành thật về ông. Tức là vì lần đầu tiên mà khi mà Tiên nghe ông hát live á, ở tại một cái chương trình nhỏ, thì Tiên rất là ấn tượng với cái bạn này. Là bởi vì bạn này rất là trẻ, lúc đó chưa có tên tuổi nhiều. Từ cái lúc đó cho tới lúc bây giờ, gọi là chất lượng trong giọng hát cũng như là cách xử lý bài này nọ của bạn ông này tiến bộ hơn ngày trước rất là nhiều luôn. Và chắc là ông có đi học thanh nhạc phải không ông? Nói gì các em làm gì có học hành gì đâu. Ông không học hành mà hát vậy hả? Giống hoài. Giọng tự nhiên của ông. Giờ tới phiên tôi, lần đầu tiên tôi nghe ông hát live. Là ông Đà Lạt. Chết ông chưa? Đà Lạt là một nơi mà chúng ta có thể gặp hàng vạn người. Đúng rồi. Giờ... em chỉ là một con ong trong hàng triệu con ong gặp anh thôi. Cứu cứu ông, cần luật sư. Phương có kỷ niệm với ông không? Một chú ong mà em biết là đau khổ trong tình yêu là sang nhà em nhậu với em. Bây giờ tới mức yêu mà ngồi rỉ rả với người ta thì trốn sao được trời. Hai chị em tóc bạc như nhau ngồi tâm sự chuyện tình yêu. Tổng đài 1080 Thanh Tâm. Còn Hay thì chắc là có cái tên nào khác không ạ? Dạ, thực ra là không phải kỷ niệm nhưng mấy bữa gần đây thì em có lướt TikTok thì có thấy ong của ngày xưa thì tự nhiên hôm nay lại gặp ong. Với hai nữa là cái giao diện này nó rất là dễ thương, nó giống giao diện của FC nhà em nên cũng có chút liên quan. Nên em nghĩ là với hai cái yếu tố đó thì em sẽ đoán ra được đây là ai. Chắc gì là nhân vật đó. Bây giờ nè, coi manh mối đây nè, một người nổi tiếng chia sẻ về ong xem có đúng hay không nha. Xin chào, hư thần Ma Tiến Dục đã trở lại với mọi người ở đây. Nhưng mà trong lần này thì Ma Tiến Dục sẽ không hát, không nhảy hay pha trò tinh nghịch nữa, mà mang một trách nhiệm rất là đặc biệt, đó là cung cấp manh mối về nhân vật ông Baby. Nói nhỏ cho mọi người nghe, ở nhà em ấy có một cái tên rất là đặc biệt, gọi là ông cua. Mà hễ Ma Tiến Dục hỏi ông cua là gì thì giận, không chịu trả lời, gọi nghỉ chơi luôn chứ. Cho nên là bây giờ có đông đủ mọi người dưới này rồi, hội đồng ban cố vấn nữa, hãy giúp cho Ma Tiến Dục hỏi xem rằng ông cua có ý nghĩa là gì nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ong, cua, có nghĩa là ong lên xong rồi ăn cua. Hoặc là cua là cung cự giải. Nào ông hãy nói những lời biện minh cho mình đi nào. Em nghe đến cua em liên tưởng đến là hát nhanh như con cua. Em không thích như thế. Em thích hát là phải lên đường, uống suối, phải vượt chướng ngại vật các thứ. Nó phải màu
Đó, thích lên xuống, lên bờ xuống núi vậy đó. Thật sự mà nói, ông là một ca sĩ quá tài năng, quá tuyệt vời. Tại vì thi đấu á, ít có ai mà bình tĩnh để hát một cái bài hát mà nó thật sự truyền cảm. Mỗi người có cái nỗi lo riêng. Mà ông hồi nãy ông hát một nó hay mà nó chạm vào trái tim của nhiều người lắm luôn. Thí dụ người ta hát một bài thì người ta đợi đến cái đoạn cao trào người ta mới chạm, đúng không? Còn ông là hát chạm toàn tập, chạm từ cái verse tới cái điệp khúc rồi cao trào cũng chạm, y như cách mà ông nó chích nọc cho người ta vậy đó. Ở Việt Nam, những cái người ca sĩ mà ở cái tầm tuổi của ông mà có cái thẩm mỹ âm nhạc và cái cách xử lý bài như ông thì thật sự là không phải quá nhiều người đâu. Đây là nhân vật phải bảo tồn, bởi vì tôi rất là muốn nghe ông hát nhiều vòng. Bản thân cá nhân tôi rất là yêu thích tiếng hát của ông. Hình như là hội đồng cố vấn đã có đáp án thì ông cũng nên về. Tới thời gian phải đi lấy mật rồi. Về tổ. Trời ơi, ông mới ra hát có chút xíu thôi mà chị Tất Tiên và anh Trấn Thành đã làm cho ông bị ong cái đầu luôn ấy. Thôi, ông về với khu vườn của mình đây. Bye bye. Rock Việt All Star Concert 2023, một đêm duy nhất ngày 7 tháng 10 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ, mùa 2, 21 giờ thứ 6 trên V Channel, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Bây giờ sẽ là một nhân vật mà ở vòng đầu tiên đã nhận được rất nhiều yêu mến và đạt được lượng phần trăm bình chọn cao nhất ở vòng 1. Chúng ta cùng nhau chào đón nhân vật Hippo Happy. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để làm được nhiều việc của mình hàng ngày. Chả hiểu nhiều tiền để làm gì mà giờ vì vàng vẫn có luôn một kho vàng đây. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Chả hiểu nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để mình làm được thật là như điều thần kỳ. Chuyển sang hip hop rồi. Hôm nay là có thêm một cái phụ kiện mới. Rất nhiều vòng xi măng. Cái gì trên tay vậy? Cục vàng á. À. Từ vòng 1 thấy có điều kiện rồi. Hôm nay là mang cục vàng ra chắc là mới trúng đất nữa. Hippo ơi, Hippo có cỡ 7 miếng đất không? Nghi lắm. Hay đeo vàng này là hình dung một nhân vật thôi, 7-8 miếng đất. Đó. Hà Nhi ơi, sau khi mà Nhi thấy được nhân dạng như thế này thì Nhi có nghĩ đến cái tên nào không ạ? Dạ, tại vì em cũng chưa nghe thấy giọng hát nên để mà đoán tên thì em chịu. Nhưng mà với giao diện... Giao diện mà giống như mèo quan tâm nắng trong khu vườn. Ấn tượng lắm luôn ấy ạ. Là em bị sởn da gà khi mà Hippo Happy bước ra. Sởn da gà khi mà thấy đôi môi gợi cảm này đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy nhìn cái ánh mắt đó là mình bị dính vô ngay và không thể nào thoát ra được. Tại vì là như là đang nhìn chằm chằm vào mặt mình vậy. Yeah, ok. Nhưng mà em nghĩ chắc là cô hay là chị lớn tuổi hơn em. Đừng có bị cái vẻ bề ngoài phệ phạc đó đánh lừa cảm giác của em. Oh really? Em ơi, trẻ trung lắm. Đã có một màn xưng hô rất là cồng kềnh ở trong tập trước với bọn chị. Sao con nói đi con, xưng con vậy? Dạ bởi vì là chú Thành cô tiên. Nhưng mà bạn Phương của con á. Bạn Phương. Bạn Phương với anh Song Luân. Bạn Phương. Anh Song Luân. Tức là bạn game của chị nhưng mà lại kêu tiên bằng cô. Đúng rồi, nhân vật này là thể lực là hơn cả Song Luân luôn. Giận. Có mặt kìa. Giận. Có. Giận. Ôi. Có mặt kìa. Ôi, trông rất giận. Anh Thành, anh có biết cú táp của Hà Mã còn mạnh hơn cú táp của cá sấu không anh Thành? Không, cá sấu mạnh hơn em. Không, Hà Mã lực mạnh lắm. Cá sấu mạnh hơn. Hà
Hà Mã lực mạnh lắm anh. Cá sấu mạnh hơn. Nhưng mà Hà Mã hôm nay đến đây để thi hát chứ không thi cắn nên là ý mà có Hà Mã phiên bản Liên Bích Tịch The Masked Singer mới có thôi. Dạ. Bây giờ là để coi manh mối như thế nào. Xin mời. Nhiều sự yêu thương từ mọi người. Đến bây giờ trái tim tôi vẫn còn thấy lâng lâng luôn á. Đúng trong sân khấu mà tôi hằng mong đợi. Đối với tôi á, như là một giấc mơ vậy á. Ngay cả khi còn là một bé Hà Mã nhỏ, tôi đã thích mặc quần áo của mẹ và giả làm ca sĩ. Các cô chú hay gọi tôi là mầm non âm nhạc. Dù tiếng hát mấy chị vang vẳng từ vùng đông lầy phía đêm sang vùng đông lầy phía bắc. Vùng hoàng lửa. Rồi, cái thời thanh xuân bồng bột cũng đến. Tôi dừng ca hát để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Giọng hát thì vẫn luôn ở đó mà. Còn tình yêu đích thực á, thì chỉ đến một lần. Tôi thì không muốn thất bại trong bất cứ cuộc tình nào, nên cứ cuốn và cơn lốc tình yêu vào rồi. Quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn. Quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hipper Happy không còn thấy hạnh phúc. Nhưng âm nhạc lại trở lại bên tôi khi ấy. Tôi vẫn tin vào những điều tích cực và vẫn có thể chia sẻ những cảm xúc của mình bằng âm nhạc. Và bài hát đêm nay tôi cũng muốn gửi tới người cũ, nhưng mà là một phiên bản hạnh phúc mới của Hà Mã. Keep it up. Trời ơi, nhắc chuyện buồn một cái là tuột mood luôn. Nhưng trên mặt vẫn giận lắm. Em ơi, em buồn hay em đang quạo ai, em cọc ai vậy em? Nhưng mà cái giao diện mặt này á, có buồn hay cọc thì người ta nhìn vào vẫn thấy buồn cười. Thôi không có gì mà. Không có buồn thế nào lắm. Đó, đó. Chị ơi, chị đừng có làm vậy. Em thấy chị em mình giống nhau lắm luôn đó. Nhìn lâu lâu hơi vô tri á. Mà cái hint đó là sẽ hát bài Chưa Quên Người Yêu Cũ hay hát bài Hạnh Phúc Mới đó. Mà quan trọng là cái gì của Phượng Hoàng Lửa với Tí Nâu. Rồi có một cái ký tự nữa. Rồi tháng 5 ngay cái micro mà mình chiếu vô rất là lâu. Son tháng 5 là cái nốt mà lên được đó. Mà lên son tháng 5 là thứ dữ. Anh cái đợt trước là như là đô tháng 7 luôn á. Mình đang nói về giọng mix thôi. Còn đô tháng 7 là giọng whistle rồi. Nếu mà để hát giọng mix á, son tháng 5 là một cái nốt mà gọi là kinh dị của nữ để mà lên giọng mix đó. Mà hôm nay manh mối là về câu chuyện buồn nha. Nên vì thế là chúng ta phải dẫn bé Hà Mã đi du lịch thôi. Thường chưa nói mà. Thường là du lịch mình sẽ nghĩ ngay tới đâu nè. Đà Lạt, Vũng Tàu hoặc là đâu đó ngoài vùng Tây Bắc đẹp đẹp. Nhưng mà Hà Mã ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với một cái vùng đất rất đặc biệt. Cái gì? Quýnh tôi hay gì? Ca khúc mang tên Vùng Ký Ức. Hay. Tiếc nuối thêm làm chi, còn lại
trao về anh một ngày đầy nắng nụ cười mỗi lúc mây tan vào đêm một ngày người ghé thăm ngày mai nắng nhiều nhạt hơn và ta thức dậy như đã lỡ thôi giấc mơ trôi đi anh có quên đôi khi một mai. Trời trên nó tòa nhà quay sang nhìn như hai người lạ đưa tay trao nhau cuối sân ga vùng ký ức giữa ta còn nhau còn đâu anh hỡi nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi anh tiếc nuối thêm làm chi còn lại những giọt buồn trên mi mang những thanh âm kia cùng anh đi gửi lại vùng ký ức ta trao về anh một ngày đầy nắng nụ cười mỗi lúc mây tan vào đêm một ngày người ghé thăm ngày mai nắng như nhạt hơn và ta thức dậy như đã lớn thôi giấc mơ trôi đi anh có quên đôi khi một môi trên mi mang những thanh âm kia cùng anh đi cùng anh đi cùng anh đi và ta thức dậy như đã lớn thôi giấc mơ trôi đi và đó là Hippo Happy. Cảm ơn team thiết kế sân khấu vô cùng tuyệt vời. Trời ơi, mọi người là nổi da gà hết đoạn cuối. Vòng này tôi nghĩ là tôi có thể biết bạn là ai. Như tôi đã nói rồi, những cái giọng ở Việt Nam có mấy người. Vòng 1 á, tại sao Thành không nghĩ là bạn? Tại vì Thành nói thẳng luôn là Thành không nghĩ là bạn hát được như vậy. Cái vòng 1 bạn hát nó tinh tế và nó điêu luyện đến một cái mức mà mình nói ủa, cái này phải là một cái người mới chứ, một cái nhân tố mới chứ. Tại vì cái người mà mình nghĩ á, mình biết là người ta hát cao nhưng mà không thể hát được tinh tế đến mức độ đó. Rồi cái qua cái vòng 2 này thì mình lại nghe đâu đó cái màu giọng đó và cũng những cái nốt cao này, nó là powerful belting. Nó có những cái nốt mà nó bắn lên rất là cao nhưng mà nó cực kỳ nhỏ, nó rót từ trên xuống. Thì phải là một cái người đã luyện tập thượng thừa thì mới làm được cái chuyện đó. Nếu thật sự bạn là cái người mà Thành nghĩ ngay bây giờ thì bạn đang đi một bước rất là xa so với sự nghiệp của mình. Bạn đã luyện lên một cái tầng phải nói là xuất quỷ nhập thần so với cái lứa tuổi này, thật sự luôn. Bài hát này quá tinh tế. Và cái điều hay của The Masked Singer là một cái nhân vật bước ra người ta không biết cái người đó là ai. Người đó mang một cái nhân cách hoàn toàn không liên quan đến cái nhân cách khi trình diễn bài hát. Người ta mới vừa thấy Hippo Happy vui đó, sau đó sẽ lại lắng động trong một cái bài hát cực kỳ điêu luyện, cực kỳ tình cảm. Đó là những thái cực hoàn toàn đối nghịch nhau mà chỉ có The Masked Singer mới lôi cái nhân cách đó ra. Và mình thích điều này. Cứ Thành chắc chưa? Năm ngoái là cô Tiên thắng chứ chú Thành không có thắng đâu đó nha.
Nhưng mà vấn đề là cô Tiên là người viết đúng cái tên mà nãy chú Thành nghĩ đó. Có thể chúng tôi sai. Dạ. Yeah. Nhưng mà nếu chúng tôi đúng thì chúng tôi chúc mừng bạn thôi. Bởi vì bạn đã lên một cái level quá cao so với bạn trước đó. Dù bạn là ai thì đây cũng là một cái người ca sĩ quá giỏi. Mình gọi là chín mùi trong cái nghề trưởng thành hơn và trải nghiệm hơn rất là nhiều. Để cô tiếp lời chú. Ok, vừa lòng con chưa? Tại vì mình cũng là giọng nữ cao như nhau á. Thực ra là có một cái khó khăn, một cái thử thách đối với những giọng nữ cao, không phải là nốt cao mà là nốt thấp. Quảng trầm, quảng trung là cái quảng mà tụi mình bị tự ti nhiều hơn. Tụi mình thường hay hát không có được cảm xúc, hát không có được trọn vẹn, hát bị trầm quá hay cái gì đó. Và cô nghĩ đó từng là cái vấn đề của con. Thôi tự nhiên xưng con vậy. Cô chị nghĩ đó là vấn đề của Hà Mã. Nếu như Hà Mã đúng là cái người mà chị viết trong cái thư. Nhưng mà cái điều mà chị cảm thấy xúc động trong cái phần trình diễn lần này không phải là nốt cao mà là những cái đoạn thủ thỉ ban đầu rất là tình cảm. Hà Mã hát rất là gãy gọn, rất là tự sự. Và đó là cái cách hát của mọi người trên quốc tế hiện nay. Dù là hát một bài hát buồn nhưng người ta vẫn hát với một thái độ rất là bình tĩnh. Đó là những cái gì mà Thành thấy ở cái bài hát vừa rồi. Mà chắc là do trong clip VT bảo là đã từng trải qua một mối tình tan vỡ. Có thể, cuộc tình nào nó cũng dạy dỗ mình hết á. Không phải đâu. Tức quá luôn á. Tại thứ Thành á. Cái gì nữa, tại tôi. Cái Thành nói chuyện với con 2 tiếng. Vẫn ghiêm. Thì vẫn là câu chuyện nói chuyện sau đêm 2 tiếng đó. Không phải sau đêm, 6 giờ tối. Vẫn là câu chuyện 1080 hả? Mà con nói nghe nè, thực ra cái cuộc tình của con á, nó thà luôn lắm. Con hippo happy đúng không? Con yêu một anh hippo luxury. Xong, anh đang yêu con ở vùng lầy này. Anh đi sang vùng lầy khác. Anh ấy yêu một bạn hippo sexy. Anh ấy thề 90-60 của con không chỗ. Ba này bả là thần thánh vương nào mà bả hát thì hay mà bả quậy quá vậy trời. Mà quan trọng đổ tội cho tôi. 2 tiếng 6 giờ có người ta mới nói anh Thành đâu. 6 giờ tối 2 tiếng lục lại vùng ký ức của anh đâu. Anh đi tôi vẫn xạo nhiều quá anh quên hết rồi. Em ơi em không có sắp dồn tội cho anh vậy. Dạ không. Riêng cái này con đảm bảo với các cô chú các anh chị về chương trình luôn. Cái này là có thật. Chú Thành không có nhớ con, con nhớ. Trời ơi sao vậy anh? Chết anh rồi, bây giờ có mỗi mình anh là có manh mối thôi. Nè. Nói nè. Nói nữa đi. Nói nữa đi xin. Hay là nhiều khi chú Thành tư vấn con mà chú Thành đang nghĩ lộn con là người khác không? Dạ không. Tại vì là chú Thành xin số điện thoại của con ở đâu á. Xong là chú Thành gọi con nè. Con đâu biết đâu. Lớn chuyện là chú Thành xin số điện thoại con luôn hả? Dạ. Con đâu biết ai gọi con đâu. Trời ơi. Alo ai vậy? Chú Thành nè. Vậy là chủ động luôn. Đánh đâu. Trời ơi lớn chuyện. Ê. Phân. Ê. Tụi ê đó. Ê. Ê. Bà ê là. Trời ơi. Anh đã gặp đối thủ. Bây giờ kiếm chuyện hả? Gì mà du quan giá quả, tôi nói ai 2 tiếng ngồi 6 giờ em phải tin anh. Em đừng có nhìn cái ánh mắt đó. Nếu mà không nói câu chuyện anh khuyên cái gì là người ta hiểu lầm anh liền. Diễn tả tôi như một biến thái Trần Thành đây. Cái gì vậy? Tự nhiên em đang có cảm giác là anh Trần Thành bị thao túng rồi. Có nghĩa là cái chuyện đó đang có thể không có thật, nhưng tự nhiên nó bắt đầu dần dần có thật đó. Ê bà Nhi ơi bà Nhi. Tôi đã nói là tôi chắc chắn 100% bà còn có gài túi. Bà. Đây là cô Tiên, đây là chú Thành, đây là bạn Phương, đây là bà nội Nhi. Bà nội. Nói chưa? Sao nó phức tạp dữ vậy nói trời chưa? Chị? Mà sao tự dưng gọi em bà nội ngang vậy đúng trời? Đúng là rất hỗn loạn. Không nhưng bà nội này chắc là kiểu chọc chọc kiểu bà tôi thôi. Có khi là cùng họ Hà Nhi rồi Hà Mã rồi đó. Ồ anh ơi. Ý anh là em Hà Nhi là bà của Hà Mã. Không bà. Bà trẻ. Bà trẻ kiểu vậy đó trong vòng thôi. Em cũng đang tò mò là không biết cái manh mối mà người nổi tiếng nào dám cung cấp cho bà này nữa nè. Phái người xuống cứu. Cứu tôi. Trong clip là có anh Lee Min Ho á. Người yêu cũ của con đó. Có khi nào là bây giờ là người nổi tiếng là người ngoại quốc luôn không? Lee Min Ho thiệt không? Trời ơi. Xin mời. Trời ơi Lee Min Ho nào. Xin chào, lại là Diệu Lâm đây. Ngày hôm nay Diệu Lâm lại hiện về đây để mà nhờ cứu khổ cho hội đồng cố vấn của đời Mask Singer. Thì nhờ mọi người có ví von Lâm là nhờ con voi tánh linh hoặc là con trăng Amazon. Mà quý vị biết rồi đó, trăng và voi thì chỉ chơi với ai à? Chơi với ai? Vâng đúng rồi, chơi với Hà Mã.
Hippo, Happy. Cho nên bữa là con Trăng với con Hà Mã có tâm sự với nhau thì cũng trò chuyện qua lại qua lại. Thì lúc đó mé Trăng là Lâm đó. Lâm mới trình bày như thế này. Thì nhà Trăng có ruộng cò bay mà thẳng kênh. Thế là bé Hà Mã tâm sự lại rằng chứ nhà Hà Mã có vườn trái cây rất bệnh. Vậy thôi. Nói nhiều mất hay. Thì trước khi mà ao thì cũng tặng mọi người một câu thơ. Tặng một câu thơ nha. Quên. Dặn. Okay. Thì lắng nghe câu thơ này có dữ liệu ở trong đó như không. Nhà em có dựa mắng cầu, cầu duyên, cầu sự nghiệp, cầu được tham gia chương trình The Mask Singer. Nhìn thôi. Thơ hả? Thấy khách mời không mời, hay Ngô Kiến Quy cũng được. Nguyễn Quy nói chuyện số lời tôi. Anh Trấn Thành thì không dám. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thôi, ta đi đây. Hồ Biên. Chương trình rất tinh tế. Mời đúng một cái khách mời nổi tiếng có đôi môi y chang Hà Mã. Em nấu về người ta nghĩ là anh Lee Min Ho có cái môi Hà Mã đó. Nhưng anh cũng Lee Min Ho Đồng Nai đó anh. Thì là đó. Cũng có gợi ý trong đó rồi đó. Liên quan. Mà công nhận nha, nhờ Lee Min Ho chơi em Lee Min Ho rớt miếng. Cái bài thơ gì đâu lãng giang. Còn không thuộc thoại nữa. Phải để nhắc thoại. Mà đòi thế chúng tôi. Sau khi ông cho manh mối tôi không biết cho cái gì luôn á. Nhà Hà Mã của mình mắng cầu hết. Có nghĩa là yêu quê à. Mãn cầu là phải miền Tây Nam Bộ hay gì đó rồi. Cò bay thẳng cánh nữa. Là đất rộng nhiều đất. Đất rộng. Hèn gì nói chuyện khẳng khái lắm. Mà sao ông như thế là cũng tự tin. Có khi nào bà làm trong cái ngành dịch vụ thu hụi không? Thấy đứng dáng bà ngộ lắm. Bà có 7 miếng đất lần mà. Con là cháu của cô Minh Hiếu. Anh cô Minh Hiếu cho con mượn vòng nè. Đôi giày này là con mượn của chị Tí Nâu. Vòng cổ này con mượn của cô Kim Sa Ngư. Quan hệ rộng là đang khoe quan hệ. Vẫn là bạn tôi nha, vẫn chung thủy bạn tôi nha. Bà đứng cẩn thận, họ té cái đùn bây giờ. Té là rớt đầu đó nha. Dạ, nãy giờ là em bị đánh lừa bởi chức bụng. Nhưng mà em rất là tin tưởng vào cái sự đánh giá của chị Tiên và anh Thành. Bởi vì là em đã từng ở dưới đấy và em được đánh giá rất trời chính ơi. Xác. Cho nên gọi cô chú em tin chắc chắn là nhỏ tuổi. Nãy thì em cứ tưởng là cô, bởi vì cái giao diện thì em tưởng là lớn tuổi. Sau đấy lúc nghe hát thì em lại đoán lại là một chị bạn của em. Đó là ai? Võ Hạ Trâm. Dạ, em nghĩ là chị Võ Hạ Trâm sẽ giả được rất nhiều giọng. Và chị Trâm còn là giáo viên thanh nhạc, hát rất cao và còn rất nhoi. Nhưng mà sau khi bảo xưng cô chú rồi thì em lại bắt đầu suy nghĩ lại. Thực ra tụi mình cũng có thêm một option mà đúng có rồi. Thể gia giọng được á. Bích Phương 2, 3. Nhật Thủy. Nhật Thủy, điểm đến của mọi nhà. Gây video thừa nhiều nhất chương trình. Mà em nói thiệt nha, vừa rồi là mình mời anh Lee Min Ho mà dưới Đồng Nai cung cấp manh mối mà để cho anh có giá trị tí xíu đi. Là nãy anh có nói cái vụ mà mắng cầu rồi cái dựa trái cây đó là cái đó là thiệt hay không? Hay là cái đó là do anh tự bịa ra? Năm vừa rồi á, bà trà mắng cầu rất là hớt. Ở nhà con bán mắng cầu vì thế con mới có đồ con mặc con đi thi. Chứ nhà con ngày xưa nghèo lắm, đâu có gì đâu. Con sống trong vùng đầm lầy không à. Nhưng mà bây giờ nhà con xây nhà trong đầm lầy luôn hả? Dạ, căng rồi. Bắt đầu đi xa rồi, đuổi vô đi. Đây là một người giảo hoạt, xoay bọn mình như trong chóng, thao túng tâm lý cả bốn bọn mình, không tin. Nói chung là thí sinh này gây nhiễu loạn, không biết trên dưới, đặt điều cho cố vấn, loại. Thiệt á, con bé không hề đặt điều gì hết, nó chỉ nói anh xin số con bé, rồi anh tự gọi cho con bé, anh tự tâm sự con bé thôi. Mà đi vô! Xin mời, biệt đội áo đen. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Cùng điểm qua loạt các chương trình hot đang chiếm spotlight tuần này nha. Thứ 2, 3, 4 theo dõi drama Hoa Vương. Thứ 6 phiêu hot nhất cùng The Mask Singer mùa 2. Và thứ 7 quẩy hết mình cùng Rap Việt nhé. Hài hước nhất Hoa Vương tuần này, Hoàng Yến đưa Mạnh đi massage thì gặp tình huống từ chối hiểu. Sao đau bụng vậy?
con chào bác. Con ở đây rồi, thằng Khoa đâu? Con vô con kêu ra đây cho bác. Vậy là Mạnh phải chịu cảnh giúp đồ. Hai đứa làm gì mà chưa chịu ra nữa? Tội nghiệp ảnh lắm á, ảnh mới được chợp mắt chút xíu à. Mà bác sĩ nói á, là bệnh của anh Khoa phải ngủ thật là ngon thì mới mau hết bệnh ạ. Thấy con quan tâm đến thằng Khoa như vậy, bác cũng rất là vui. Lần khác cũng éo le không kém phần cô te. Yến tỏ tình. Bữa đó là bữa chính thức tôi bị cảm anh á. Nhưng Mạnh chê. Sương môi bị méo cả, chê nha. Còn drama nhất là cảnh Trà My lộ mặt thật trước chồng. Kể cả khi cô cầm cái thứ này đứng trước mặt ổng, nói hết tất cả những việc tôi làm đằng sau lưng để hãm hại Hải Đăng, ổng cũng không bao giờ tin lời cô nói đâu. Biết điều thì nên cút khỏi nơi này đi. Chủ tịch sốc khi nhìn rõ lòng dạ đàn bà. Tại sao bà có thể làm cái chuyện độc ác như vậy? Nó là con trai tôi đấy. Trà My bùng nổ tâm lý thù địch của dì ghẻ. Chính ông mới là người mở miệng ra một tiếng Hải Đăng nhà tôi, Hải Đăng nhà tôi. Dì à? Đừng hỏi tôi là gì gì nữa. Rồi tuyên bố rời khỏi nhà. Tôi sẽ rời khỏi căn nhà này ngay lập tức. Vậy là cuộc chiến mẹ chồng, nàng dâu, anh Thư thắng chưa? Đón xem các tập tiếp theo sẽ rõ. Màn lộ diện thứ hai ẩn bên trong mascot cá ngựa đôi là nam ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân và nữ ca sĩ Trương Thảo Nhi. Tập lộ diện đã xuất sắc leo vụt lên vị trí top 17 trending YouTube. Bên cạnh đó phong tập 2 ở vị trí top 5 và ca khúc Live Stage cũng voi bản đông anh tạc ở vị trí top 8 YouTube. Xin cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà rất nhiều. Trap Việt vòng bứt phá đã gần đến hồi kết nhưng sức nóng vẫn không hề thuyên giảm với sự công phá của bảng E và nửa bảng B. Đối với bạn tôi có phần còn là nhất cũng phải còn có mà chỉ đến giờ là một cái xóa đầu from Mama. Anh vẫn đang say on the mic và hàng đêm và cùng chân thể bận tâm đồng hồ mấy giờ. Sao 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 con có lý do mà mèo. Câu nói anh yêu em vô cực đây là câu nói không thôi. Sống cho hết đời thanh xuân không một giây nào lãng phí. Rider là thí sinh của bảng E xuất sắc giành tấm vé vào chung kết cho team của huấn luyện viên Andre. Chúc mừng Rider. Mọi người nhớ đừng bỏ lỡ The Mask Singer mùa 2, Hoa Vương và Rap Việt mùa 3 trên VChannel nhé. Xem sớm nhất trên ứng dụng VOn. Rap Việt All Star Concert 2023. Một đêm duy nhất ngày 7 tháng 10, 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, bây giờ bất ngờ chúng ta sẽ nhân đôi bởi vì ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của một đấu sĩ mới nữa. Wow. Như vậy, kể từ vòng 2 này, ở mỗi bảng chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 đấu sĩ mới đến để tranh tài. Wow. Và dĩ nhiên, đây sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt ở bảng này. Trời ơi, cái gì hoành tráng quá vậy? Trời ơi, chấn động chuyến này. Sao cái chương trình gì mới có mùa 2, chưa gì mà quăng 2 đấu sĩ ra. Thể theo cái lời ước nguyện của anh là nhiều mascot hơn. Chương trình sang quá vậy. Quá trời. Mà đấu sĩ này là một trong những giọng ca vô cùng nội lực. Lực không? Lực ạ. Đã ngủ rất lâu rồi mà nghe tin The Mask Singer mùa 2 mới quay trở lại. Gấu ngủ đông à. Nhân vật này sở hữu một làn da trắng buốt. Bạch Tuyết. Cáo. Rất quyền lực. Đó là Bạch Cúc Tinh. Bạch Bạch Công Khanh. Không có. Hãy đón chào Bạch Khổng Tước. Thank you. Bạch Khổng Tước. Tên hay quá. Trời thủ phi thường quá. Không lẽ Hà Hồ. Trời ơi cao nha. Mà nhảy nhảy cái này là nhảy điêu luyện nha. Bà trưởng Kamizuko đồ nữa. Trường rất mạnh luôn. Đẹp quá. Trời ơi đằng sau lưng nhìn giống như là 12 cái muỗng. 12 cái muỗng. Đẹp. Anh này. À vậy hả? Trời ơi người ta là lông khủng trước mà anh đẹp là 12 cái muỗng. Quên. Đôi dài này nọ đẹp quá, chân rất là đẹp luôn. Ừ, nha. Đó. Bây giờ không tức mình quay một vòng cho mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc đi ạ. Ôi ôi.
nhìn rất là vòng nào ra vòng đấy. Dạ. Có đi tập gym. Chị Minh Tuyết. Chị Thu Minh. Thu Minh. Ừ, chị Thu Minh. Chị Minh Tuyết thì không cao như vậy, đúng không? Nhưng mà trưởng mạnh như thế rất có khả năng là chị Thu Minh. Chắc bà Thu Minh không? Nhưng mà nhảy đẹp lắm nha. Ủa không lẽ là chị Đông Nhi? Ừ ha, chị Đông Nhi. Ồ, 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 Trà My Idol. Chị Trà My cũng ba cao. Ba vòng rất là đẹp. Quá nhiều cái tên. Bây giờ mình tới manh mối đầu tiên đi. Dạ. Xin mời. Gương kia nữ ở trên thường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Peekaboo everyone. Từ đây xa cháu như tuyết, môi đỏ như son, cặp đen như gió mùn. Nhìn, tôi không phải là bạch tuyết. Tôi là bạch khổng tước, xinh đẹp nhất trên thế gian. Mẹ hãy nói bạch khổng tước thế đó. Bạch khổng tước, bạch khổng tước. Cậu lớn lên trong những thanh âm và ánh sáng nơi sân khấu. Đôi cánh mà ba mẹ trao cho tôi đã giúp tôi chạm tới đỉnh của vinh quang. Nhìn, tôi muốn được làm mưa làm gió, thử thách chính mình trên một con đường rộng lớn hơn. May mắn thay, ước mơ mà tôi ấp ủ đã thành hiện thực. Và bây giờ, tôi đã được cưỡi mây, đạp gió. Đây mới chính là điều mà bạch khổng tước tìm kiếm bấy lâu. Nhưng muôn loài lại chế cười, chỉ vì họ nghĩ tôi không biết hát. Dù thế, tôi sẽ không bỏ cuộc. Bạch khổng tước này nhất định phải tỏa sáng. Tôi nhất định là một ẩn số mà tất cả muôn loài đều không thể ngờ tới được. Các đối thủ nên dè chừng nha, vì bạch khổng tước sẽ oanh tạc cuộc chơi này. Không biết là mọi người có feel giống em không? Cái đài từ có cái gì hơi lơ lơ một tí xíu. Là bác kiểu chị Kỳ Duyên nói chuyện trong chương trình kiểu đấy. Em thấy như kiểu hơi Việt kiểu luôn. Thì đấy là chị Kỳ Duyên nói chuyện với khán giả đấy, kiểu đấy đấy. Trong cái đoạn clip vừa rồi có chi tiết gì mọi người ấn tượng nhất? Có chị Hồ Hà, có chị Hồ Hà. Xong rồi là mọi người không tin là chim công có thể hát được. Rồi có liên đới lại Phượng Hoàng Lửa luôn. Tiểu Phượng Hoàng nữa. Lệ Quyên yêu thể thao với cặp giò đẹp đó. Dạ, tôi nói là cô ấy trùng nhẹ. Xôi. Bây giờ sẽ là chất giọng của bạch khổng tước xem như thế nào. Đúng. Nãy giờ thấy quá nhiều những cái tên rồi, thì bây giờ sẽ là một ca khúc đúng như lời đồn. Người ta thường nói đừng nên quá yêu một ai, tình yêu đúng hay là sai thì niềm đau sẽ luôn còn mãi. Người ta thường nói đừng nên quá tin vào anh, tình anh rất chi mong manh, đâu thể giữ mãi một người xa. Nhưng mà em yêu anh từ trong tâm hồn, không tin anh kia như lời đồn vàng, không quan tâm về bao nghi ngại, chọn tình này cho anh mãi. Cho anh mãi baby. Khi gặp anh cuộc sống của em trở nên muôn màu, khi gặp anh nhịp tim đập như từng như tình đầu, không còn em muốn sợ, không còn đêm ngày đau đầu, trong lòng anh giờ đây là bao lời yêu thương nhớ. Cứ đắm đuối say mê anh thế thôi, cứ như đến bao môi hôn rối bời, còn tim em chẳng thể nói nên. There's something that I'm sure. Baby, em yêu anh từ trong tâm hồn, không tin anh kia như lời đồn và không quan tâm về bao nghi ngại, chọn tình này cho anh mãi. Baby, em yêu anh từ trong tâm hồn, không tin anh kia như lời đồn và không quan tâm về bao nghi ngại, chọn tình này
chào anh mãi, baby baby. Ba cô vấn hay điện ấn tượng đầu tiên ạ. À. Xong hết rồi. Xong hết rồi. Xong rồi. Ủa. Bỏ liền, bỏ liền, dạ. Bỏ liền, bỏ liền, bỏ liền. Để đây, để đây. Tụi chị kiêu hãnh nè. Trò ấy. Kiêu hãnh lắm nè. Cho tôi cơ hội được đếm giây được không? Sao điền nhanh dữ vậy? Khỏi. Sau rất nhiều những lời chê bai thì chúng chưa tôi kịp đếm giây nữa. Chúng tôi cũng đã tự nâng cấp trình độ của chúng tôi lên rồi. Tôi chưa kịp đếm đã điền xong hết rồi. Nhanh quá, không quen. Lâu lâu như tụi em được tận hưởng cảm giác thật này. Thật sự, tôi quen cảm giác mọi người phải mò mẫm và suy nghĩ rồi. Anh MC à? À, tụi tôi là những người có chuyên môn. Không, anh nói câu này xong, mọi người xung quanh dám nhìn thẳng em chân. Đông đông bọn tự cười luôn đó. Tôi nói xong tôi có khá ngượng, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm đó, bởi vì... Thưa anh, với cái mùa 2 đầy biến hóa này thì cái cảm giác chắc dạ này hiếm hoi xảy ra lắm. Hãy để cho chúng tôi được sướng một tí. Đúng rồi, trọn vẹn một chút với cảm xúc của mình. Trong số những mascot thì nhân vật này nhảy kinh khủng nhất. Đẹp nhất rồi. Nhảy đẹp nhất luôn. Nhất luôn, bảo đảm miễn luôn. Miễn bàn luôn. Nhảy rất có thần trong đó. Nhảy như thế này là không điểm. Không có điểm gì để chê. Wow. Nữ hoàng còn tên. Quá là một mascot kỳ cựu. Xỉu. Mười con lấy không qua về. Dạ. Nghe tưởng chê xỉu. Đang đứng hình mấy giây. Ca mà nhảy nhiều quá. Loại. Ủa. Anh ơi. Hả gì? Hồi nãy người ta nói tâm sự với anh cũng loại. Hát hay quá anh cũng loại. Thiệt. Thôi đừng vậy, mình phải đàn anh xíu. Hoan hỷ. Không, anh Thành vẫn đang gọi là rất suy nghĩ về cái chuyện bị thao túng bởi Hà Mã. Nên bây giờ là anh Thành đang đúng rồi. Anh đang hơi bị đúng rồi, delay cái cảm xúc một delay. Chút thôi. Dạ. Dẫn cá chém thước đó. Cứ kiểu như vậy. Vui vẻ lên anh ạ. Rút lại. Đúng rồi. Đó. Em hiểu lắm, em hiểu lắm. Bích Phương thấy phần trình diễn vừa rồi như thế nào ạ? Em thấy đây là một phần trình diễn rất là tuyệt vời, rất là máu lửa. Và mặc dù là người nhảy nhiều nhất, người nhảy đẹp nhất từ trước đến giờ, thế nhưng mà em thấy âm thanh của Khổng Tước vẫn rất là ổn định, không hề tranh phô và hát rất là mạnh, rất là có lực. Cho nên là em nghĩ rằng là Khổng Tước đã phải chuẩn bị rất là nhiều cho cái phần trình diễn này. Khổng Tước làm rất là hoàn hảo. Wow. Lại tiếp tục câu nói của tôi. Vóc dáng này. Đúng. Điều nhảy này. Với cặp giò này thì Việt Nam có mấy người. Đúng. Thôi anh rút lại, anh rút lại. Người ta đang nói cái cặp của Khổng Tước. Không phải cặp của anh. Đúng rồi. Chia ra là anh đi. Được rút. MC xin tự trọng. Chắc chắn 100% chưa nào.
Ôi, những câu bảo vệ yếu ớt. Nhìn cái mặt của tôi có giống là sợ hãi lời đe dọa của anh không anh MC? Nếu vậy thì tôi sẽ cho mọi người thêm một manh mối nữa. Tôi sẽ bảo vệ tới cùng. Người nổi tiếng nào đây mà có quyền lực như vậy? Xin mời. Xin chào các đồng cố vấn, tất cả tì. Khán giả đang theo dõi chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 2. Mọi người thấy em gái Bạch Khổng Tước Quân hát có hay không? Thú thật là cô ấy giấu hết tất cả mọi người, không cho ai biết thông tin gì cả. Quân sẽ cho mọi người một cái manh mối nóng hổi đây. Năm 10 tuổi thì Bạch Khổng Tước đã xải những bước chân đầu tiên trên sàn catwalk. Và không biết là mọi người dựa vào thông tin này thì có thể đoán ra không? Thực ra thì cũng hơi khó, nhưng mà cuộc chơi mà cũng phải có một tí bí ẩn như vậy nó mới thú vị, đúng không mọi người? Cái này là quay bên Mỹ nào? Quay bên Mỹ mới đây luôn. Mà quan hệ gì mà lại đi với Quân AB Phở, đúng không? Hay là đồng nghiệp ở ngoài thủ đô Hà Nội? Hay là đang diễn cùng ở Mỹ rồi kêu vào này quay cho chị đi, rồi chị trả tiền cho, kiểu thế, đúng không? Cô cười gì hả cô? Cô Công đang cười đúng không? Cô nhạo tôi à? Công trả lời đi Công. Công có phải là bạn không? Xin chào ban cố vấn và quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn ban cố vấn và những lời rất là mỹ miều dành cho em. Anh Quân AB. Anh Quân AB là... Là ai? Là ai? Là... Anh Trai Mưa. Anh Trai Mưa. Mascot năm nay bảo anh ha. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và sao đoạn này có như mọi người xéo sắc, mình lạ thường vậy. Eo ơi, khi mà những người mà có truyền môn là cái gương mặt là khác hẳn. Wow. Không lẽ là Tràm á? Tràm dạo này cũng nhảy nhót cũng nhiều lắm. Cho tôi hỏi, vì sao Khổng Tước lại mời cái anh Trai Mưa này phỏng vấn mà không phải là người khác? Mối quan hệ đặc biệt như thế. Anh Trai Mưa thì có nghĩa là một mối tình gian dở, đúng không? Yêu đúng. Thầm lặng mà không đến đâu. Đứng phía sau bảo vệ đó, anh Trai Mưa đồ. Đó à, đúng rồi. Thì thường người ta sẵn ngại chứ, đúng không? Sao lại kêu cái người đàn ông đó nói? Nhiều khi người đàn ông đó thích như vậy, phải không? Không phải, em rất là minh bạch. Nên là em có anh Trai Mưa thì em cho mọi người cùng biết luôn. Mà giọng Bắc sao lại nâng đờ nhỉ? Tức là hoặc là mẹ hoặc ba hoặc mẹ người bác, còn lại là chắc là người trong Nam. Nâng thì phải nâng đỡ chứ sao nâng đỡ. Dạ nâng đỡ. Đây. Nâng đỡ. Đây. Sửa liền. Dạ em sai em. Sửa liền. Sao lại sửa? Không à, giấu đầu lòi đuôi thì giấu đùi lòi đâu. À. Lòi công. Lòi công. Mọi người có câu hỏi nào mà để khai thác thêm không ạ? Em tin là Bạch Khổng Tước là có khả năng là đã từng diễn chung với em trên một sân khấu rồi, đúng không hả Bạch Khổng Tước ơi? Như em đã gặp chị rồi. Đúng rồi. Chị đã từng đi thảo cầm viên chưa? À, chị gặp em trong sở thú hả em? À, em là Công, em trong sở thú à? À, là em Công gặp miêu quý tộc trong sở thú đúng không em? À, đúng rồi. Trời, hay ghê luôn. Trời ơi. Chị thấy cái khúc mà em trượt chân ấy, chị nhớ năm xưa chị cũng bị trượt chân lúc mà chị cà khịa anh Thành lắm. Đúng rồi, quả báo đó. Không phải đâu, tại cái sàn trơn quá đâu mọi người. Là đeo guốc lên mà nhảy á là rất là khó thật sự. Và em hiểu được cái cảm giác mà vừa nhảy vừa hát mà lại còn không nhìn được cái sàn nhà như thế nào. Bởi vì là cái đầu của miêu quý tộc cũng rất là to. Nhưng mà Bạch Khổng Tước nhảy rất là đẹp. Và những cái điệu nhảy đấy khô khô tay như thế này là em biết ai rồi. Cô em của em. Ngày cô em thất tình còn tỏ bày với em. Sao tâm sự à? Năm nay hay thất tình quá. Sao mọi người thất tình hay tâm sự với hai? Này, cái chương trình gì mà ca sĩ toàn đi thất tình đi tâm sự với nhiều người nhiều chuyện. Mà đúng rồi, phải nhiều chuyện với nhau chứ anh. Cũng cái ngày gì mà tập hợp những cái người nhiều chuyện thì ngồi cùng với nhau. Giống như là đợt tâm sự xin ngờ vậy đó. Tổng đài quá. Mà sao tâm sự ba người kia không ai tâm sự với em ha? Ủa tiên mùa 1 cũng có chú Hu tâm sự với em đó. Hu với em là quá thân rồi. Có một cái mà lúc nãy em nhìn ở trong clip đầu tiên thì có một cái đoạn là bạn bảo là tôi sẽ là ẩn số mà muôn loài không ngờ tới. Và tôi muốn chứng tỏ cho mọi người biết rằng là tôi làm
có thể ca hát. Có lẽ trước đây là bạn vừa người mẫu hoặc vừa có thể làm một cái nghề nào đấy. Đó, sau đấy bây giờ các bạn rất là muốn chứng tỏ mình. Với lại là nó mới có một cái hình là catwalk. Là làm trong sàn catwalk đó là từ là năm người 10 mẫu tuổi đó. Nhưng mà trong cái clip VT là cũng có hình chị Hộp Hà. Thì bây giờ là cho Tiên hỏi bạn Bạch Khổng Tước là đó là thần tượng hay là bạn từng là một thí sinh trong một cuộc thi của đội chị Hộp Hà? Và em cũng thi nhiều cuộc thi và em cũng đã từng dạ không ạ, em thần tượng chị Hồ Ngọc Hà và hình tượng chị Hà rồi, hình tượng Hồ Ngọc Hà là được rồi, nhưng mà em cũng đã từng anh cứ bắt cái đã từng hoài luôn. Không, nhưng mà tôi nghe tôi rất là khó chứ. Cái này không chính tả nhưng mà là ngữ điệu nha. Công ơi, cái đoạn ngữ điệu là tôi biết là bạn vừa nhảy xong cũng đã có rất là nhiều những động tác khó nên cũng hơi mệt. Nên đôi khi là cái hơi mình nó không có đầy để mà mình tròn vành rõ chữ được. Mà buồn cười nhất là đi giả giọng với hai người Bắc. Nhưng mà đúng là cái những cái lỗi anh Bắc là những cái lỗi mà người nam mà hay cố tình nói giọng Bắc á thì hay bị dấu ngã với dấu hỏi, nói không có được rành, bị lòi liền à. Nè, giọng này là giọng con lai nè, kiểu như Hà Nhi là ở trong Sài Gòn lâu đấy, đấy đúng rồi. Là giọng nửa nam nửa bắc đây là giọng con lai kiểu này. Thì nói chuyện hơi có tí xíu chưa bao lai giờ bắc. Mà người ta lai dấu hỏi mà giống khác cả. Và cô Dẫn ơi, mình chốt tên đi hay là mình thôi mình làm ứng số cho khán giả ứng số đi ha. Hỏi câu trả lời giọng thiệt nè, trong cái clip VT chị thấy có một cái huy chương thì là em đã từng được cái huy chương gì mà bí ẩn như vậy? Hồi nãy là em có nói là giọng thiệt. Cô sao ngoan cố chứng nào tật nữa. Thì là em có nói là dễ thương. Là em có thi nhiều cuộc thi. Em thi tiếng hát quân vinh này. Rồi em thi thảo cầm viên idol này. Nhiều huy chương. Biệt đội áo đen ơi, công tới giờ đi đi ngao du xuân thủy rồi. Nhốt vô chuồng lại. Nhốt công vô lại. Dừng chân tí lại, đừng chậm cho Bạch Khổng Tước để bé vào vòng trong nhé, cả nhà yêu ơi. 1664 Blanc, pin vị chất, mở bất ngờ cùng The Max Singer Việt Nam. The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2, 21 giờ thứ 6 trên V Channel, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Rap Việt All Star Concert 2023, một đêm duy nhất ngày 7 tháng 10 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, nhân vật cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay là một giọng ca mà rất nhiều khán giả và kể cả hội đồng cố vấn đang mong chờ. Nào, hãy cùng với chúng tôi lên vùng núi để đón một báu vật, đó chính là Cú Tây Bắc. Đẹp quá. Mời đầu hai ta cùng lên sân và hát giao duyên nọ người. Khăn biêu theo chiều để gió cuốn bay về đây. Trời ơi, dễ thương. Trời ơi, có thêm cái khăn hường. Quá trời đầu tư rồi. Chiếc khăn biêu đó. Mà theo chị Hồng này nhuộm luôn cái khăn hồng rồi. Giới thiệu với lại Hà Nhi thông tin thêm, Cú Tây Bắc ở vòng đầu tiên là một giọng ca rất đặc biệt mà hội đồng cố vấn khao khát được lắng nghe. Và nói theo thuật ngữ quen thuộc của chương trình, đây là một giọng ca chấn động địa cầu. Chấn động. Nhưng mà trước tiên sẽ là những cái hint về chủ đề ngày hôm nay. Xin mời hội đồng cố vấn cũng như khán giả sẽ xem đoạn clip ngay sau đây. Gần đây, một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra khắp nơi. Một số người và mascot đột nhiên ngất xỉu. Đ
Đến bây giờ thì nguyên nhân của hiện tượng lạ này vẫn là một bí ẩn. Trời ơi, cậu nét dễ sợ. Tinh thần nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Mới chào dân có chút xíu, hát có chút xíu và đã xỉu hết rồi hả? Đó chỉ là một phần nhỏ công lực mà Cứu Trẻ Bắc tôi đầy muôn mà lên cho quý vị. Còn nhiều điều thú vị về tôi lắm. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc nói về tính cách của mình nha. Thú thật tôi là người sống khá khiêm tốn, không thích lộn xộn nên không thích xuất hiện ở những chốn đông người, đặc biệt là vào mùa đông lạnh giá. Việc tôi có mặt tại The Masked Singer với tôi là một cú nổ lớn hiếm có trong đời. Ước mơ lớn nhất của tôi là được cống hiến cho khán giả. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần xuất hiện, tôi luôn được sống trong cảm giác làm nghệ thuật chân chính. Cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho Cứu Tây Bắc nha. Và chắc chắn sau chương trình này, tôi sẽ lập thêm một kênh YouTube nữa để kể về những kỷ niệm đẹp mà Cứu tôi cùng những người bạn đã cùng nhau tạo nên từ sân khấu này. Hôm nay có khách đến chơi nhà, ha ha. Cứu tôi này cũng không có gì tiếp đãi nồng hậu cả. Chỉ có sương sương một bài hát độc lạ mà thôi. Mọi người mà nãy lúc xỉu á, vậy nghe tôi hát nha. Là cái hiện tượng đầu tiên là gọi là Cứu hát hay quá, mọi người ngất xỉu luôn đó. Không, tôi hiểu mà, chúng tôi thông minh mà. Sao Hình nó hoang mang quá à? Tóc Tiên thấy được những dữ liệu gì? Bây giờ lập thêm một kênh YouTube, tức là phải có một kênh rồi thì mới lập thêm một kênh chứ. Hay là kênh của bạn này trước đó về du lịch, tại vì dữ liệu đợt trước là rất là thích đi du lịch, đi phượt. Thế rồi, có khi nào lại là một ca sĩ trẻ tuổi không? Sau cái tuần thi trước thì Bích Phương vô hậu trường hỏi tôi là Cú còn trẻ không anh? Nhưng mà bây giờ là có một điều bất ngờ nè, đó chính là bài hát của Cú. Ở tập chào xuân của Cú đó, Bích Phương đoán chị Cú sẽ hát bài hát này. Một bản big hit gần 90 triệu lượt nghe. Một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà. Ôi, ôi. Tình yêu màu nắng phải không ạ? Ai mặt nồng lái lai. Wow, đó là ca khúc Tình Yêu Màu Nắng. Thế rồi có khi nào tôi bẻ cái nhầm không? Chắc là Nhật Thủy rồi. Nhật Thủy là Nhật Thủy của mọi nhà. Thế rồi, hoang mang. Hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Lo. Trắng bên anh quấn quýt mãi chẳng rời. Người lớn thật. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa, mà để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi. Màn đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn anh chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai, khi đôi môi lại rạng rỡ tình ta chẳng phai nhòa. Của anh là nắng
để em được làm mây trắng bên anh quấn quýt mãi chẳng rời. Và khi gọi anh là mưa chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa mà để rồi mình em lại vỡ vỡ là vỡ giấc mơ rồi lại chơi vơi mình giữa đất trời nơi nào xa xôi. Màn đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi, và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai, khi đôi môi lại rạng rỡ tình ta chẳng phai nhòa. Và sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai, khi đôi môi lại rạng rỡ tình ta chẳng phai nhòa. Trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai, khi đôi môi lại rạng rỡ tình ta chẳng phai nhòa. Đôi môi lại rạng rỡ tình ta chẳng phai nhòa. Hay quá. Và đó là một bản phối hoàn toàn mới của Tình Yêu Màu Nắng ngoài giọng ca của Cứu Tây Bắc. Quen quen gì đấy, không thể nhớ ra. Có hay khủng khiếp luôn á. Có quen chưa Phương? Không phải rồi anh ạ. Trước khi Phương nghe xong cái bài này bảo với anh rằng là bây giờ nốt rủ của em nó phát huy tác dụng. Em mới thấy là em phải để cho Zara em tè hơn là tịt. Đấy. Tịt rồi anh ạ. Còn Hà Nhi thì sao ạ? Thật sự là năm ngoái em rất là cố gắng muốn giả giọng nhưng em không làm được, bởi vì rất là khó. Nếu như mà thật sự là giả giọng thì em phải bái phục, bởi vì nó quá kinh khủng. Rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai. Em không hề có một cái tên nào trong đầu luôn. Nãy giờ đây là cái ca khó nhất. Mới đầu em còn đoán là Sophia, nhưng mà nghe cái giọng lên thôi thì em nói bảo thôi, chắc không phải. Và với cái bài của lần trước là bài Để Em Tìm Nụ Hoa Vàng á, thì cái cách hát đó đã rất là hay rồi. Và với cái việc mà chọn bài hát như này, đối với em thôi, em khẳng định thêm thôi là một bậc cô, một bậc tiền bối nào đó mà chắc chắn em đã nghe rồi, nhưng bây giờ không thể nào nhớ được vì cái cách nhả chữ nó rất đặc trưng luôn. Mà nhưng mà như chưa rồi, hoàn toàn một trang giấy trắng trước mặt luôn. Một trang giấy trắng tiếp. Với cái phần thể hiện của Cú thì em thấy Cú vẫn sử dụng cái chất giọng ở tập trước, thì thật sự là em thấy nó là một cái sự kết hợp rất là lạ, nhưng mà nó rất là hay và nó rất là ép phê. Hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra tình ta như. Em nghe xong em thấy thích quá. Em cũng chỉ như là mình được nghe một phần trình diễn tuyệt vời thôi. Tiếp tục là một chai trắng nữa. Chúng tôi đã mất đi sự tự tin của những vòng. Em đã thấy được giá trị của anh chưa Phương? Anh cua em. Sao nói nè,
Chắc chưa anh Thành ơi? Bắp nhìn anh, bắp nhìn thẳng vào mặt Thành. Wow. Em thấy Cú nhìn anh không? Với một ánh nhìn sâu sắc. Ngây thơ. Anh mới nói như thế này. Bây giờ mình không biết Cú là ai trong thời điểm này, nhưng mình biết chắc chắn Cú phải là một bậc tiền bối mới có cái giọng nội lực và dày cỡ đó. Thì nếu mà một cái người tiền bối mà đến với The Masked Singer mà chọn một cái bài như vậy, chịu hòa nhập chơi cùng với lại các bạn trẻ, thì thật sự đây là khâm phục, khâm phục. Vậy rồi anh Thành có thể nhái nhái xương xương những cái tên anh nghĩ ra không? Thật ra đây là một cái người, nếu mà đúng đáp án của tôi thì nói ra ai cũng biết. Cho nên tôi sẽ không nói để mọi người không ai biết. Ủa? Để lỡ sai cũng không có nhục. Em nghĩ là cũng là một phương án an toàn. Tôi chỉ nói là bây giờ các bạn hãy nghĩ đi, hãy tìm những cái người phụ nữ mà giọng rền vang như vậy. Hãy lục lại ký ức của đây, các bạn đi. Em chỉ có vài cái tên là chị Khánh Du này, chị Hương Giang là nữ hoàng phòng trà ngày xưa này, chị Mỹ Hạnh và chị Hồ Lệ Thu nữa. Đấy, những chị mà có cái giọng như vậy. Cho mọi người thêm một manh mối nữa để xem là người nổi tiếng nào cung cấp cho chúng ta thêm manh mối về Cú. Xin mời. Yo, xin chào tất cả mọi người, mình là Pink Danny. Các bạn thấy Cú Tây Bắc hát có ổn áp không nhỉ? Cú Tây Bắc nói với cả Big rằng là bạn ấy là một fan hâm mộ của Tình Yêu Màu Nắng và bạn ấy rất thích và rất mong vào phút này được hát bài Tình Yêu Màu Nắng ở trên một sân khấu lớn. Thế bây giờ các bạn đã đoán được Cú Tây Bắc là ai chưa? Để Big hé lộ cho các bạn một manh mối nha. Cú Tây Bắc là một ca sĩ mà rất thích ăn bánh mì. Mỗi lần đi diễn là bạn ấy đều làm bánh mì để cho chính bản thân mình, cũng như là chính và phân phát cho mọi người. Và bây giờ các bạn hãy thử đoán xem Cú Tây Bắc là ai. Còn bây giờ mình chuẩn bị đến giờ đi quay rap Việt rồi, mình đi ra. Xin chào mọi người nha. Là hay mua bánh mì cho mọi người. Thích ăn bánh mì. Thích ăn bánh mì. Tiên, một người đi diễn trong và ngoài nước nhiều nơi, ai thích ăn bánh mì? Em là người thích ăn bánh mì nè. Trời ơi, không lẽ bà. Tao cái manh mối nó quá là chung chung đi. Có nhiều người á, cái nết kỳ lắm, đi đâu có ổ bánh mì kỳ lắm. Đó. Mà còn phân phát cho mọi người nữa. Tôi thấy bánh mì là chỉ có chị Linda Trang Đài thôi đó, là chị bán bánh mì. Em không biết, em cứ hỏi Cú. Nhưng mà chị Cú có trả lời thật không ạ? Chắc chắn thật ạ? Tại vì bây giờ tụi em bí lắm rồi, thì có gì năng để cứu bọn em. Chị trả lời thật để tụi em còn có thêm manh mối. Cú ơi, tại sao Cú thích ăn bánh mì vậy? Tại vì Cú thích bánh mì. Rồi, ok, hợp lý. Nói không cãi được. Nhưng mà ăn bánh mì nó khô giọng chứ anh sao ca? Mình ăn nhiều mình quen rồi, không không nhầm nhỏ gì chứ. Không nhầm nhỏ. Dạ. Mạng phép hỏi chị là chị đã có gia đình chưa ạ? Nếu mà tất tiên hỏi thì mình trả lời, còn chân thành hỏi thì mình không nói. Tuần trước anh có hỏi mà chị không chịu trả lời. Không mưa anh, thật sự. Tức dễ sợ, tôi giận giận giận. Không phải, con gái hỏi nhau thì mình nói. Con gái hỏi. Con gái hỏi nhau thì mình nói thiệt là có. Không biết đúng ta. Dạ, cho em hỏi thêm ý nữa là trong gia đình của chị, tính luôn cả chồng của chị, gia đình của chị có ai theo nghệ thuật giống như chị không ạ? Diễn viên tư mà, trả lời chị mấy cái này có nói lắm. Vậy là có nha. Nhưng mà mình chỉ nói là ở đây á, mình có một mình thôi. Mình thích hát thì mình hát thì thôi. Những cái cách nói chuyện này phải là người lớn. Nói chuyện rất là bình tĩnh, từ tốn. Cô Cú ăn bánh mì có bỏ hành không ạ? Chứ đẩy ra hàng cô luôn. Trời ơi. Chị thôi. Đừng kêu cô tự ái. Dạ, em xin lỗi. Dạ, chị Cú ăn bánh mì có bỏ hành không ạ? Thích hành là thích ớt nhiều nè mà không ăn ngọt. À, chị Cú thích ăn cay. Cách nhả chữ của chị nó cứ mềm mại, nó cứ làm em nhớ tới một ai đó. Thì em vừa mới nghĩ ra một cái tên là em, lý do em vì sao em hỏi là gia đình chị hay là hôn phu của chị có theo nghề không, là bởi vì em sực nhớ tới chị Phương Thảo. Phương Thảo Ngọc Lễ. Phương Thảo Ngọc Lễ. Tại lâu quá em cũng không có nghe, cũng chưa từng tiếp xúc, không biết có đúng không. Tự nhiên tôi đang hoài nghi thêm một người nữa mà anh nói ra, bảo đảm em đồng ý. Trời, tự dưng anh nhìn hồi hộp quá. Chấn động chiến này với tôi. Ai, hồi hộp quá hả? Là ca sĩ Cẩm Vân. Giọng rền cỡ đó. Sao tự nhiên quên, ôi ôi. Sao tự nhiên quên cô Cẩm Vân. Sợ tôi chưa?
Ôi sao quên cô Cẩm Vân ta? Anh ơi, trời ơi anh ơi, nói em sổn hết cả da gà luôn đi. Tôi nghi chị Cẩm Vân, tại vì cái độ rền và cái độ khe khe. Nếu mà lần trước tôi sai thì thôi coi như thua. Ơ đúng rồi. Chị Cẩm Vân cũng hát gãy gọn chắc chữ, không có hát lê thê. Mà có bánh mì nha, có bánh mì nha. Có bánh mì không? Có. Em có đi, có, em có gặp cô, em có gặp cô vậy con cô luôn tại. Cô nếu... ơi, cô có diễn chung với gia đình hâm. Gia đình nào? Gia đình nào? Gia đình của cô nãy cô nói đó. Không có hả? Trời ơi cô ơi. Hay. Đúng rồi, cái này biết khen rồi. Dạ. Như vậy là cú cũng có cái mối quan hệ gì cũng thâm tình với anh Thành lắm. Hay nãy giờ cũng gạt anh ra nhiều lần. Tại sao bao nhiêu người thì tự nhiên gạt tôi ra? Tại vì tôi nói quá đúng. Trời ơi, dễ chưa? Mình ái mộ Chánh Thành mà mình không có vô được chương trình này là không có gặp được Chánh Thành đâu. Trời ơi, chết rồi, thao túng tâm lý tôi rồi. Thao túng rồi. Hương, khai thác. Ôi em, tự nhiên đến sang vòng này tự nhiên bao nhiêu tự tin của em. Ôi, bị rén ngang vậy. Anh ơi, bị rén ngang. Khai thác là bây giờ là mình vạch trần luôn hay sao anh? Không, anh không biết đâu em bây giờ. Tôi thấy là bây giờ những cái tên đã có rồi, nhưng mà cũng tới giờ cứu phải đi săn mồi rồi. Cứu. Xin mời bị đỏ đen xuất hiện. Chấn động. Cú Tây Bắc rất là vui vì đã mang thêm một màu sắc mới đến cho chương trình. Mọi người có yêu thương Cú thì hãy nhanh tay bình chọn cho Cú để Cú dài dòng sao nha. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần bình chọn của hội đồng cố vấn và các khán giả để chọn ra ai sẽ là nhân vật lộ diện trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng ta cùng nhau chào đón 5 nghệ sĩ đã hoàn thành phần diễn của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là Kỳ Lân Lãng Tử. Wow. Hippo Happy. Yeah. Cú Tây Bắc. Woo. Ông Baby. Woo. Và Bạch Khổng Tước. Yeah. Và Ngô Kiến Huy xin được thông báo một tin vui đến tất cả quý vị. Ngân hàng quốc tế VIB hân hạnh tài trợ giải mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng. Và giải thưởng này sẽ được trao qua thẻ VIB Supercard, thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất, hoàn 15% tùy chọn lĩnh vực hoàn tiền. Bên cạnh đó, viện cố vấn nào là chủ nhân của chiếc cúp tay vàng cũng sẽ nhận được một giải thưởng trị giá 100 triệu đồng đến từ nhà trong tài trợ Bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chất mở bất ngờ. Wow, trước khi chúng ta bước vào thời khắc cưng não thì bây giờ chúng tôi rất muốn nghe cảm xúc ngày hôm nay các màn trình diễn đã mang lại dành cho hội đồng cố vấn. Xin mời. Lại nói về tinh hoa hội tụ, cứ mỗi một đêm là chúng tôi lại được thưởng thức những bài hát quá hay đến từ nhiều thế hệ, và ai cũng có những cái cá tính âm nhạc riêng của mình, mà quan trọng là nó rất là rõ nét. Tiếp theo nữa, mình muốn nói là khó có một cái chương trình nào mà trong cùng một đêm mình có thể coi được quá nhiều cái màu sắc âm nhạc như vậy, mà tiết mục nào cũng được đầu tư chỉnh chu, rất là hoành tráng luôn. Và mọi người đã chơi một cuộc chơi rất là thoải mái. Chúc cho mọi người đi được thật xa với chương trình. I love you all. Thực ra đây là một bản đấu đối với em đánh giá là bản đấu tử thần nha mọi người. Thiệt luôn á. Vì có quá nhiều màu sắc khác nhau, và để cho tất cả những cái sự khác nhau đó đứng trên cùng một sân khấu này thì em nghĩ là em muốn gửi lời cảm ơn đến những mascot của mùa 1 chương trình. Vì chính các bạn đôi khi bằng một cách nào đó đã truyền động lực đến rất là nhiều những anh chị em nghệ sĩ gần xa dũng cảm hơn để được tỏa sáng trên sân khấu này. Cho nên là rất là cảm ơn tất cả các anh chị em nghệ sĩ đã thực sự yêu mến chương trình The Mask Singer Việt Nam. Bích Phương. Khi mà ở The Mask Singer, nhất là cái buổi ghi hình ngày hôm nay, anh Thành cũng quay sang nói chuyện với em mà sao bọn mình ghi hình muộn mà mình xem hạnh phúc không ai thấy mệt. Em cũng đi hát cả hơn 10 năm rồi, đôi khi em cũng có suy nghĩ là liệu mình có cảm thấy chai sạn với các chương trình nghệ thuật không. Nhưng mà em ở đây em như là một người khán giả được chìm đắm ở trong một cái không gian nghệ thuật rất là nhiều màu sắc và rất là tinh túy. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mascot ngày hôm nay, khi mà em có lại được cái cảm giác mà em yêu công việc mình làm vô cùng luôn. Cảm ơn Phương ạ, và đây là một nhân vật chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay. Cựu mascot.
Miêu quý tộc ạ. Em áp lực quá ạ. Dạ. À, thực sự là ngày hôm nay khi mà em ngồi tại vị trí này thì em cảm thấy là mình rất là may mắn vì mình đã có cái cảm giác đứng ở dưới. Mọi người đều chưa biết mình là ai. Và xin cảm ơn mọi người đã ở đây giờ này cho em có cơ hội được ngồi đây và lắng nghe thưởng thức, cũng như là cho tất cả quý vị khán giả có được những cái sản phẩm âm nhạc và những cái món ăn tinh thần tuyệt vời như vậy. Cảm ơn Hà Nhi ạ. Bây giờ sẽ là nhiệm vụ khó khăn dành cho hội đồng cố vấn cũng như khán giả đây, bởi vì chúng ta sẽ đến với phần bình chọn kết quả. Sẽ có tổng cộng là 103 điểm đến từ hội đồng cố vấn và 99 khán giả tại trường quay. Họ sẽ bình chọn cho một nghệ sĩ mà họ cảm thấy là yêu thích nhất, và lượt bình chọn đầu tiên sẽ thuộc về hội đồng cố vấn. Xin mời bình chọn. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết thời gian bình chọn cho hội đồng cố vấn. Và bây giờ xin mời khán giả tại trường quay, chúng ta hãy bắt đầu bình chọn. Năm, bốn, ba, hai, một. Và hết thời gian bình chọn của khán giả. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật kết quả cuối cùng để xem trong buổi tối ngày hôm nay nghệ sĩ nào sẽ phải lộ diện. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Hãy đón xem phần công bố kết quả và lộ diện sẽ được lên sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngàn người đang trước mặt và rồi ta lắng nghe. Hãy đoán xem đó là ai. Một giọng ca bất diệt một lần nữa trở lại. Có sáng lần này. VIP dẫn đầu xu thế thẻ 1664 Blank, pin vị chất, mở bất ngờ cùng The Max Singer Việt Nam.